chú, để chú tôi kể. Để chút xíu tôi đang nói thôi. Chứ tôi đâu có, chưa có kể. Tôi chưa có kể mà. Từ từ luôn đi. Mấy phần? Hai phần. Mấy cha mình kể á, mình phải để cho nó từ từ tinh tinh lặng lại mình mới kể nó mới đặc biệt. Ok, lấy đây đi. Ok, có anh này hai phần nè. Hai phần, hai phần. Ok anh. Ở đâu heo heo nghe mùi mắm á. Hử? Cái à? Không kể được mà. Thôi là kể là cái chuyện. Cái câu chuyện là như thế này nè. Có một bé, hai bé là con của chị mà bán hay chủ mà bánh khọt á. Thì hai bé nói là gì nè. Tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ. 10 giờ mấy, 11 giờ tối á, giờ khuya đó. Thì em á, em mới vô trong ngay chỗ cái cây tầm dâu á. Thì em lấy xe. Em lấy xe ngay cây tầm dâu rồi, trong đó có cây tầm dâu á. Mà tầm cái cây tầm dâu đó là hồi đó là nó ở trước nhà của các Thi. Mà tôi nói với gà nè, thấy không gọi kìa. Nói nè. Lấy bánh đi. Lấy bánh lấy ra lấy trứng luôn. Vô trong đây đứng hói nó đi. Rồi á. Nó mới lại nó lấy xe. Thì nó kể cái câu chuyện á, các Thi còn nói là có khi nào em bị lộn không? Nó nói không. Em thấy mọi việc nó rất là rõ ràng, ý chân thật luôn. Mà con bé nó tầm có 17, 16 tuổi à. Thì nó nói em mới vô trong đây tới 11, 12, à là 10 giờ mà 10 giờ khuya 11 giờ thì lúc đó là đóng cửa hết rồi. Mọi người là đã bán gần xong hết trơn rồi, đâu còn ai nữa đâu. Em mới vô em lấy xe. Thì em còn nhớ rất là rõ là như thế này nè. Em chạy vô có một người con trai mặc áo màu đen mà cái cổ hay chỉ xuống cổ một tí xíu, hở cái cổ tí xíu là nằm dưới đây nè. Mà em nhớ rất là rõ, em lấy xe ra em nhìn là họ đứng gần em như thế này nè, ý là đứng gần khoảng cách em với chị vậy đó. Thì đứng gần đi chăng là chị với là em vậy đó. Em định xe qua em chửi là, em định chửi là làm sao đứng gần tôi chi vậy trời. Nó định chửi như vậy. Mà nó vừa xây qua một cái thì biến đâu mất tiêu. Mà nó không thấy mặt nha. Nó thấy hình dáng con trai mà nó không thấy mặt. Nó mới vừa kể cho tôi nghe tức thời á. Thì rồi các Thi á đang muốn khai thác cái câu chuyện đó là câu chuyện gì. Có khi nào em bị lộn không? Tại vì giờ đó cũng có thể có người lấy xe chung với em. Nó nói chị ơi chị không hề có. Tại vì vấn đề ở đây là như vậy nè chị. Cái chỗ đó là chỉ còn có một mình xe em thôi. Là xe em nằm ở trong đó chỉ còn một chiếc xe em của em thôi. Thì lấy đâu có một người con trai đứng kế bên em mà đứng sát nữa. Mà em vừa thấy vậy rồi em mới mở xe lên thì em xe qua em không thấy ai hết. Em định xe qua em chửi em không thấy ai hết. Thì em tưởng là những mấy đứa bạn em nói giỡn. Thì các team mới nói là hình dáng như thế nào. Nhỏ nhỏ con y chang gái vậy đó. Mà trắng. Mà nhỏ nhỏ con nha. Thấp thấp y chang là người gái thấp có cái độ trung bình chừng 1m6 mấy á. Tôi nhìn biểu nó mới kể rõ ràng vậy nè. Thì ra mọi người biết không? Cái người đó là ai biết không? Người đó là bạn của tôi. Nó tên là bé Bảy. Nó chết rồi. Tại vì bé Bảy á, con người nó rất là nhỏ con. Nó nhỏ xíu con à. Và nó thường, nó hồi đó các Thi nhớ là các Thi có đi hát nó. Nó đánh mặt mày trắng bóc à. Nó đánh mặt mày tay chân nó trắng bóc à. Đi hát với nó đó. Mà nó thường xuyên nó có một cái áo đen. Nó thường xuyên nó hay mặc áo đen đó. Với lại nó đeo cái cọng dây, nó có cái hình đánh giá. Các Thi còn nhớ như vậy nữa. Là nó mặc áo đen. Đó. Mà nó nhỏ con, nó rất là nhỏ con.
Do đó là nó là bé Bảy, nó cũng làm một đứa, làm một đứa làm con gái mà nó cũng làm con trai luôn. Nó vừa bữa nào mà đi hát nó sẽ làm gái, nó đổ tóc giả lên, mà bữa nào nó mặc đồ con trai á, nhưng mà lúc nó chết thì mặc đồ con trai. Thì bé nó diễn tựa rồi hình dạng sau bé còn nói là người ốm ốm, thì bé Bảy nó rất là ốm, nó ốm nhờ ốm năng hoài, nó không có mặt. Mà em không thấy mặt. Nhưng mà thật sự á nha, cái câu chuyện về bé Bảy á, các Thi nói cho mọi người nghe. Vô làm ma bà kể. Các Thi còn nhớ một cái câu chuyện là như thế nè. Lúc mà nó mới vừa chết á thì á, cái chị nó nằm ngủ á, thì chị nó mới đây ngủ, chỗ ta đang kể chuyện bà nội cha mày. Lúc mà nó mới vừa chết á, bà ngoại nó, alo mẹ chị nó nằm ở dưới ghe, tại nhà nó là nhà cái sàn nhà nó vẫn còn, nhà nó dọn đi hết rồi, nó vẫn còn cái sàn nằm nhà nằm ở dưới mé sông á. Thì cái sàn đó là cái sàn của nó ở hồi đó đến giờ, nó xây lên ở, mà mẹ nó đó thì ở dưới dưới ghe, mà chị nó đang nằm dưới ghe. Mà cái câu chuyện như thế này nè, nó về nó cho các Thi thấy, nó nói là vậy nè, nó thèm ăn cá kẹm á. Rồi nó về nó cho các Thi thấy là như thế này nè. Thì lúc đó các Thi không có nói về vấn đề chuyện đó, nhưng các Thi nằm các Thi thấy nó, thì nó thèm cá kẹm. Nó hỏi các Thi á là mẹ tôi đi ăn dỗ về chưa. Thì các Thi nói ủa mẹ nó ăn dỗ hồi nào, từ từ mẹ nó đi ăn dỗ hồi nào tôi đâu có biết đâu, tự nhiên tôi ngủ tôi giật mình dậy, thì tôi chạy xuống ghe mẹ nó, tôi nói ủa bà sáu có hồi nào giờ bà sáu có đi ăn dỗ nhà bà sáu có đám dỗ nào không, về quê có đám dỗ nào không, bà sáu đâu có đi đâu, tại vì năm nay bà sáu có về quê ăn đám dỗ, nhưng thường xuyên hồi đó mà mỗi năm mà bà sáu đi ăn đám dỗ á thì bà sáu hay để ghe để cho bé Bảy nó giữ, mà năm nay nó không có, nó chết rồi, thì cho nên bà sáu đâu có đi ăn đám dỗ. Thì thật sự cái câu chuyện mà ăn đám dỗ về chưa là nó biết hàng năm, nó về nó nói rõ vậy nè, tôi nói cái gà nè, nó nói hàng năm, nó biết là hàng năm đó là mẹ nó phải đi ăn đám dỗ cho nó canh ghe. Nhưng mà mẹ nó nói câu như nè, nó còn nói câu nè, nó không xuống ghe được vì ghe của nó đó có thờ của quyền, thờ của quyền, thờ Phật lớn quá, nó không có xuống được, nó không có về nhà được. Rồi nó về nó cho chị nó thấy luôn á, nó về nó cho chị nó thấy rõ ràng luôn á, rồi nó giúp cho chị nó có tiền luôn, nó về nó độ cho chị nó có tiền luôn. Mà chị nó đang nằm dưới ghe vậy mà día hả, nó xuống ghe chị nó, vì ghe chị nó không có thờ Phật, là cái tấm ghe trống nó xuống được, còn ghe của mẹ nó có thờ của quyền, thờ Phật, nó xuống không được. Nó về nó nói như rõ vậy là, thì ra bà sáu kể rất là rõ, mỗi năm á cho nó canh ghe để bả đi về quê. Thì bây giờ mỗi năm cái giác quan, cái linh hồn nó vẫn còn á, cho nên nó về nó nhắc á là mẹ nó về đi ăn dỗ về chưa, nhưng thật sự mẹ nó chưa, mẹ nó đâu có đi ăn đám dỗ đâu, tại vì năm nay đâu có ai canh ghe, mẹ nó đâu có gì à? Thấy không, cái đó là cái sự tâm linh nó có thật. Và cái vấn đề các Thi nói thiệt với mọi người á, cái vấn đề chính các Thi nói về vấn đề chị của các Thi tí xíu, chị của các Thi là sinh năm 1984, bà bệnh từ năm 2006, đầu năm 2006 tới cuối năm 2016 bà chết, bà mất đi. Không phải chị lớn mà chị thứ tư, bà bỏ lại hai đứa con. Mà đến ngày bà mất đi khoảng mấy ngày sau á, cái chị ruột các Thi là người thứ năm á, thì thường xuyên ngồi hay dựa lưng vô cái tàu cái cửa sổ, thì trong cái cửa sổ có một cái kiến, có một cái kiến tủ á, cái tủ nó đối diện ra cái cửa sổ, thì bà ngồi bà đưa lưng vô cửa sổ bà đối diện với cái kiến, mà cái kiến đó là quay ra ngoài đường. Mà lúc mà 12 giờ trưa, 11, 12 giờ trưa, bà thấy chị của các Thi á
bà người thứ năm, bà thấy người thứ tư đi về á, mặc áo khoác jean là lúc đó chết liệm cái áo khoác jean chung á. Cái chị của Cát Thi á, bà vừa thấy bà bực vậy bà la làng lên, bà hiền bà về kìa, bà la lên vậy đó. Thì lúc đó là chị người, bà nói là người thứ tư á, đi ngang cái kiến đó, thấy rõ ràng bà, cái dáng của bà chị thứ tư của Cát Thi này nói như kìa. Đi ngang qua rõ ràng. Cái chuyện đó lạ không? Nghe nó rất là hư cấu không? Còn đặc biệt nữa, cái bữa đó Cát Thi mới dẫn người bạn của Cát Thi hồi đó tu chung á, đi về nhà. Thì tự nhiên thằng bạn của Cát Thi á, nó từ ngoài đầu đường á, nó sẵn chạy vô nhà kia kia chỉ kia chỉ kia chỉ kia, chạy ra đằng sau luôn. Không có ai nữa. Mà nó kể là rất là rõ. Em thấy một người phụ nữ mặc quần jean, mặc áo khoác jean, cũng giống như cái lần của chị Cát Thi thấy. Ghê không? Những người mà người ta chết trẻ, cái sự linh thiêng người ta có nhiều lắm. Rồi thêm một chuyện nữa. Tối lúc đó bà dì á, bà nói với mẹ Cát Thi á, là lúc đó mẹ Cát Thi lo làm kiếm tiền á, cái hai đứa cháu để ở nhà á, nó cờ vua cờ bơ cù bắp à, không ai giữ hết á. Mẹ Cát Thi đi làm, biết nói làm sao không? Tối về nói với mẹ Cát Thi á, mẹ coi được hai đứa không? Mẹ không coi được hai đứa, con bắt hai đứa đi nha. Trời ơi, mẹ Cát Thi vừa sau nằm xong giật mình vậy, là từ đó về sau bà không dám bỏ đi bà ở nhà, bà giữ hai đứa nhỏ không. Rồi một đêm trời mưa tầm tã vậy nè, mà nhà Cát Thi là tại cái cục đất này luôn. Cát Thi ở cục đất này hai mươi mấy năm rồi. Thì từ chỗ đó thằng nhóc nhỏ con bà đang nằm ngủ giật mình dậy chạy ra ngoài cửa luôn. Mà lúc đó mẹ Cát Thi mới giật mình theo, dí theo đứa nhỏ, mà trời mưa tầm tã mà nó chạy muốn ra khỏi cửa luôn vậy đó. Cái vụ nó khóc nức nở luôn. Nó khóc nức nở. Trời, tôi nói cho gà nè má, mẹ tôi kể lời á. Khóc nức nở luôn. Cái mẹ bà ngoại mà mẹ của Cát Thi mới nói là: "Ủa sao con khóc?" Có cái bà kia bà quắt con gà, bà đứng ngay cây dừa á, mà cây dừa của nhà Cát Thi là đứng trước cửa. Hồi đó là trong đó có cây dừa. Bà quắt con gà, bà gũ con đi. Con đi mà con không dám đi. Mà lúc đó nó chừng 60 tuổi gì à. Mới hỏi nó đàng hoàng, nó có bà mà đứng ngoài cây dừa quắt con đi. Cái cuối cùng mà mẹ mới nói: "Ai vậy? Con thấy người đó làm sao?" Nó xoay qua nó chỉ tôi, ai chỉ lại, nó chỉ lên bàn thờ: "Bà này nè, bà này dẫn con đi nè." Ghê không? Hết tập 1, bán bánh.